Và cuối cùng là bài toán số 3. Một vật dao động theo phương trình A bằng 4pi bình cộng bt cộng 3pi phần 2. Xác định quãng đường lớn nhất và quãng đường nhỏ nhất khi vật đi từ tốc vị trí có độ lớn giao tốc min đến vị trí có tốc độ min lần thứ 10. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có t sẽ là gì? Trước chữ có trong phương trình gia tốc thì âm này sẽ là gì? Gia tốc mạnh. Như vậy sẽ có gia tốc mạnh là 4pi bình. Đấy. Omega là pi. Omega là pi. 3pi phần 2 là cái phi của gia tốc. Vậy sẽ có phi của gia tốc bằng 3pi phần 2. Đấy. Bây giờ vị trí 1 sẽ là gì? Độ lớn gia tốc nghiệm. Độ lớn gia tốc nghiệm là vị trí 1. Còn vị trí 2, vị trí 2 nó sẽ là gì? Tốc độ min lần thứ 10. Tốc độ min lần thứ 10. Đấy. Vậy thì sẽ có vị trí 1, chúng ta có vị trí 2. Vậy thì chúng ta dựa vào một tròn giác để xác định quãng đường mạn và quãng đường min. Đấy. Chúng ta có trục này là trục gia tốc. Trục này là trục lý độ. Trục này là trục vận tốc. Như vậy, muốn biết thời điểm ban đầu nằm đâu, chúng ta căn cứ vào pha ban đầu của lý độ. Mà pha ban đầu của gia tốc chúng ta xác định được. Vậy chúng ta sẽ đi xác định pha ban đầu của lý độ. Gia tốc sớm pha lý độ là pi. Vậy pi sẽ trễ hơn gia tốc là lý độ sẽ trễ gia tốc là pi. Như vậy sẽ có phi của lý độ sẽ bằng phi của gia tốc trễ pi. Đấy. Phi của gia tốc đây, phi của gia tốc là 3pi phần 2. Vậy 3pi phần 2 trừ pi sẽ là pi phần 2. Như vậy tại thời điểm ban đầu, tại thời điểm ban đầu pha sẽ là pi phần 2. Vậy đây chính là t cộng. Thời điểm t ban đầu sẽ nằm đây. Đấy. Và góc này sẽ là phi của lý độ. Đấy, chúng ta sơ lưu ý. Rồi. Ở đây chúng ta sẽ thấy này. Vị trí 1 có độ lớn gia tốc min. Độ lớn gia tốc min. Vậy độ lớn gia tốc min sẽ bằng không. Và khi đó nó sẽ nằm ngay vị trí này. Vì ứng với vị trí này sẽ có hai điểm trên đường tròn, đó là điểm T1 và điểm T2. A T1 phân. Đấy. Ứng với vị trí có độ lớn gia tốc min thì có hai điểm, đó là T1 và T1 phân. Ở vị trí số 2, tốc độ min lần thứ 10. Tốc độ sẽ min bằng không. Và khi đó nó sẽ nằm ở đâu? Ở hai bên. Như vậy thì sẽ có đây là một điểm. Và bên đây sẽ là một điểm nữa. Như vậy sẽ có hai điểm ứng với tốc độ min. Vậy điểm lần thứ 10 sẽ nằm ở vị trí nào? Tốc độ min lần thứ 10 sẽ nằm ở. Thì em hình dung này. Nếu thì gọi đây là T2. T2 là dùng để chỉ cho vị trí số 2. Thời điểm ứng với vị trí số 2. Đây là thời điểm ban đầu. Khi mà quay nó sẽ gặp vị trí T2 này. Và vị trí T2 ở đây được xem như là thời điểm đầu tiên. Cho nên này sẽ kêu là T21. T21 có nghĩa là thời điểm qua vị trí 2 lần đầu tiên. Tiếp tục nó sẽ quay đến vị trí bên này. Và vị trí này sẽ là gì? Thời điểm qua vị trí số 2 lần thứ 2. Cho nên là T2 này. Cái số 2 trong ngoặc chính là cái số lần. Còn cái số 2 thứ tự chính là vị trí của điểm số 2. Cho nên chúng ta phải chú ý chỗ này. Vậy
nên vị trí lần thứ 10 sẽ nằm ở bên này. Đấy, như vậy vị trí qua T2 lần thứ 10 sẽ nằm ngay vị trí này. Chúng ta sẽ có T20. Thời điểm qua vị trí thứ 2 lần thứ 10. Đấy. Vậy thì thời điểm cuối cùng đang ở đây. Thời điểm cuối cùng đang ở đây. Vậy cung nào sẽ là cung ngắn nhất để đi từ vị trí 1 sang vị trí 2? Vị trí 1 nằm đây. Vị trí 2 nằm đây. Và cụ thể là nằm ngoài này. Đấy. Như vậy em sẽ thấy cung ngắn nhất sẽ là cung nào? Cung ngắn nhất sẽ là cung này. Đấy. Cung ngắn nhất sẽ gần với cung này cộng cho cái khoảng thời gian này, cộng với cái đoạn này. Vậy thì từ đây tới đây, từ đây tới đây sẽ là bao nhiêu đây? Rồi, từ đây tới đây sẽ là bao nhiêu đây? Đấy, thì chúng ta sẽ lưu ý đây sẽ là cung mìn. Đấy, cung mìn. Chúng ta sẽ đi xác định xem nó bằng bao nhiêu để chúng ta xác định quãng đường. Vậy em sẽ thấy từ vị trí này đến vị trí này thì góc sẽ là 90, nghĩa là quãng đường sẽ là, quãng đường lúc này sẽ là mấy a? Là 1a. Như vậy sẽ có quãng đường mìn sẽ gồm hai đoạn cộng lại, đoạn nhất là đoạn này và đoạn thứ hai là đoạn này. Vậy đoạn này là bằng a cộng đoạn này là mấy a? Đoạn này là mấy a? Từ thời điểm lần thứ hai đến lần thứ 10 sẽ cách nhau 8 lần, cách nhau 8 lần. Lần thứ hai đến lần thứ 10 sẽ cách nhau 8 lần. Mà em cứ hình dung trong một chu kỳ, trong một chu kỳ thì vượt qua vị trí này 2 lần. Đấy. Trong một chu kỳ vượt qua vị trí tốc độ min 2 lần. Trong một chu kỳ vượt qua vị trí tốc độ min 2 lần. Đấy. Vậy từ lần thứ 2 đến lần thứ 10 nó cách nhau 8 lần. Cách nhau 8 lần. Có nghĩa là từ lần thứ 2 đến lần thứ 10 sẽ cách nhau một khoảng là 4 chu kỳ. 4 chu kỳ. Chúng ta làm tập số. Cái chúng ta cần tìm ra đây sẽ là gì? 8 nhân 1 chia 2, nghĩa là sẽ ra 4 chu kỳ. Như vậy từ lần thứ 2 đến lần thứ 10 sẽ cách nhau 4 chu kỳ. Đấy. Nếu chúng ta xét theo quãng đường, nếu chúng ta xét theo quãng đường một chu kỳ thì quãng đường sẽ là 4 lần biến đổi. Trong một chu kỳ là một vòng tròn, một chu kỳ là một vòng tròn thì quãng đường đi được là 4 lần biến đổi. Đấy. Vậy chúng ta có cái khoảng thời gian này là 4 chu kỳ. 4 chu kỳ thì quãng đường sẽ là bao nhiêu? 4 nhân 4 chia 1. Vậy chúng ta sẽ 4 nhân lực cho 4 a. Nghĩa là 16 lần đi đâu. Đấy, 16 lần đi đâu. Như vậy, cái quãng đường min chúng ta gồm hai đoạn, đoạn nhất là đoạn này cộng cho đoạn này. Đấy. Chỗ này sẽ là 16 lần đi đâu. Vậy chúng ta sẽ ráp vào, chúng ta sẽ có cộng thêm cho 16 lần đi đâu. Vậy tổng cộng chỗ này sẽ là 17 lần. Vậy biên độ bao nhiêu? Biên độ biết biên độ có thế nên chúng ta sẽ ra quãng đường min. Gia tốc hóa có, omega có. Từ hai dữ kiện này em sẽ tính được biên độ. Chỗ này sẽ ra biên độ này 4 cm. A max bằng omega bình nhân A lớn. Vậy A lớn bằng A max chia omega bình. Vậy chỗ này chúng ta suy ra được biên độ bằng 4. Vậy chúng ta thế vào đây, chúng ta sẽ được là 68 cm. 68 cm. Đấy. Tương tự, chúng ta đi tính quãng đường mắt. Vậy quãng đường mắt sẽ là đoạn vị trí 1 sang vị trí 2 là cung này, là min. Vậy cung còn lại sẽ là cung mắt. Vậy cung còn lại là cung này. Cung còn lại sẽ là nguyên cung lớn.
Vì quý 1 chúng ta có 2 thời điểm, chúng ta đã sử dụng thời điểm T1 phải rồi, thì còn lại sẽ là thời điểm T1. Như vậy từ T1 đến vị trí này sẽ là cung lớn nhất, nghĩa là sẽ có nguyên cái cung này. Cộng thêm cái đoạn này nữa thì chúng ta sẽ ra được cái quãng đường lớn nhất. Vậy cung này sẽ gọi là alpha mã. Đây. Vậy cung này ứng với quãng đường bao nhiêu? Từ đây xuống đây thì quãng đường sẽ là đoạn này. Từ đây đến đây thì quãng đường sẽ là đoạn này. Từ đây đến vị trí này thì quãng đường sẽ là đoạn này. Như vậy từ T1 đi một vòng đến T2, chỗ này thì sẽ có 1, 2, 3. Vậy sẽ là mấy lần biên độ? Sẽ là 3 lần biên độ. Đây. Như vậy từ vị trí này đến vị trí này quãng đường sẽ là 3 lần biên độ. Còn đoạn nữa chính là đoạn này. Đoạn này cũng là đoạn này. Với cái thời điểm chúng ta cần tốt cái này. Như vậy sẽ có đoạn này bằng bao nhiêu a nữa? Là 16 a nữa. Đấy. Như vậy tổng cộng đường mắt sẽ là mấy a? 3 cộng 16 thì là 19 a. A thì bằng 4. Như chúng ta thế vào thì sẽ ra là 7 16 cm. 7 16 cm. Như vậy quãng đường nhỏ nhất sẽ là 68 cm, quãng đường lớn nhất sẽ là 76 cm. Đấy, vậy trong bài này kết hợp cả thời điểm lần thứ n vào trong đó.